thịt cóc xưa nay được lưu truyền trong dân gian như một phương thuốc hiệu quả để cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, còi xương. Nhiều mẹ tin rằng thịt cóc có nhiều lợi ích như vậy nên thường tìm mua để chế biến, làm ruốc cóc cho trẻ ăn. Thực hư tác dụng của thịt cóc như thế nào? Theo thạc sĩ bác sĩ Dương Công Minh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, theo bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam của Viện Dinh dưỡng cho thấy thịt cóc chỉ giàu đạm và kẽm chứ không có gì đặc biệt hơn. Trong 100g bột cóc ăn được có 55,4g đạm và 65mg kẽm. Lượng đạm trong thịt cóc có giàu thật, nhưng thịt heo, thịt gà, thịt ếch nếu biết chế biến giúp bé ăn tốt thì cũng cung cấp đạm cho trẻ không kém. Lượng kẽm trong cóc không sánh được hải sản như sò, hến, hàu. Lượng canxi và vitamin D trong thịt cóc coi như bằng không. Rất ít thực phẩm trong tự nhiên có lượng đáng kể vitamin D. Nhiều vitamin D một chút chỉ có thể kể đến dầu gan cá, nhất là những loại cá béo như cá thu, cá hú. Trứng gà, những loại dầu ăn được bổ sung vitamin D. Như vậy, với những phân tích có cơ sở như trên cho thấy, thịt cóc cho dù giàu đạm và giàu kẽm, nhưng không thể là phương pháp duy nhất can thiệp trong vấn đề biếng ăn của trẻ, vốn dĩ rất gây ra do nhiều nguyên nhân. Mặt khác, thịt cóc với hàm lượng canxi và vitamin D nghèo coi như bằng không, rõ ràng không thể giúp bé phòng ngừa và điều trị bệnh còi xương được. Bên cạnh những lợi ích dinh dưỡng không mấy lớn lao, diệu kỳ như nhiều người vẫn đang lầm tưởng, thịt cóc còn chứa đựng những mặt hại gây hiểm họa không lường. Độc tố chỉ có trong một số bộ phận cơ thể cóc như nhựa cóc, trong gan và buồng trứng. Tác động sinh học của độc tố tùy theo cấu trúc khoa học. Bufagin tác động đến tim mạch, bufotenin gây ảo giác, serotonin gây hạ huyết áp. Độc tố xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa gây ra ngộ độc cấp tính. Độc tố hấp thu qua da bình thường nhưng gây ra dị ứng, bỏng rát ở mắt, niêm mạc người. Theo tiến sĩ Lâm Quốc Hùng, cựu trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm do độc tố cóc xảy ra do ăn thịt cóc bị nhiễm độc tố và có trường hợp do ăn gan, trứng cóc. Triệu chứng ngộ độc độc tố cóc biểu hiện cấp tính xuất hiện từ 1 đến 2 giờ sau khi ăn, có thể sớm hơn nếu uống rượu, bia, với các biểu hiện bị trướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa dữ dội, có thể bị tiêu chảy, hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh, sau đó loạn nhịp tim, rùng thất, trụy tim mạch, huyết áp lúc đầu cao, sau đó tụt, rối loạn cảm giác, đau như kim chích ở đầu ngón tay, chân, tê môi, chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết nước bọt, có thể khó thở, ngừng tim, bi đái, thiểu niệu, vô niệu và nặng dẫn đến suy thận cấp. Nếu nhựa cóc bắn dính trực tiếp vào niêm mạc mắt, xuất hiện bỏng rát, phù nề niêm mạc. Ngộ độc do độc tố cóc, tiên lượng rất nặng, tỷ lệ tử vong rất cao nên cần phát hiện sớm, sơ cứu, cấp cứu kịp thời ở những trung tâm y tế mới có hiệu quả. Cụ thể, phát hiện dấu hiệu ngộ độc sớm, người bệnh còn tỉnh táo, cần gây nôn chủ động, chuyển bệnh nhân nhanh chóng đến cơ sở có điều kiện hồi sức cấp cứu, chống rối loạn tim mạch, hô hấp, thần kinh và tiết niệu bằng dịch truyền, thuốc điều trị triệu chứng, thở oxy, thở máy, máy tạo nhịp, lợi tiểu, lọc thận, thải trừ chất độc, rửa dạ dày, uống than hoạt, thụt, tháo. Theo thạc sĩ bác sĩ Dương Công Minh, sau đây là các cách xử trí đầu tiên khi bị ngộ độc thịt cóc. Khi chất nhầy bài tiết của cóc lỡ dính vào tay, mắt, miệng nên nhanh chóng rửa vùng tiếp xúc ngay lập tức nhiều lần bằng nước sạch. Trong trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa, ăn phải nên kích thích người bệnh ói mửa ra thực phẩm. Song song, cần phải di chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Như vậy, bên cạnh một vài lợi ích, thịt cóc tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất lớn đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Để dự phòng ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc, bạn chỉ nên sử dụng những sản phẩm của cóc đã qua chế biến dưới dạng thực phẩm, thuốc đã được các cơ quan chức năng cho phép lưu hành.